Bê biết là thiếu địa phương cho, sau đấy các bà con lãnh đạo và các phòng tôi nói ý. Hướng bác xin mời đến khu vực. Bà con ngư dân đang xem thu nhập phát triển dân làm ăn tại biển còn là lực lượng hùng hậu cùng với còn có báo người lao động báo đài phát thanh và truyền hình tỉnh Ninh Thuận. Rồi, cố gắng phát huy à, đây là một trong những cái rồi xin cảm ơn các không có.